Bị phát hiện, kẻ vận chuyển ma túy lao xe vào cảnh sát. Vừa mua ma túy tại khu vực chợ Long Biên, trên đường về thì bị tổ công tác Y4/141 phát hiện, Đạt liền lao thẳng xe vào cảnh sát để chạy trốn. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12, tại tuyến phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y4/141, Công an thành phố Hà Nội phát hiện người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra. Tài xế này không chấp hành mà tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác. Cảnh sát tổ chức truy đuổi, khống chế và khám xét người gã này, thu được một gói lương khô bên trong có chất bột màu trắng nghi là ma túy. Tại công an phường Tràng Tiền, danh tính tài xế trên được làm rõ, đó là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1977, sống ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Theo giám định ban đầu, gói bột trắng thu được trong người Đạt là heroin, có trọng lượng 3,85 gram. Đạt khai vừa mua số heroin trên tại khu vực chợ Long Biên mang về, trên đường đi thì bị phát hiện và bắt giữ. Người đàn ông này được bàn giao cho công an phường Tràng Tiền để làm rõ. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, đội phó đội cảnh sát giao thông, CST, số 4, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y4/141 cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023, từ ngày 11 tháng 12 đến nay, tổ đã kiểm tra, xử lý 45 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện 7 trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, ma túy.